Khi nhóm Mũ Rơm một mình cân cả hạm đội hải tặc của Sư Tử Vàng Siki, liệu bọn họ có thể chiến thắng một đối thủ cùng thời với vua hải tặc Gorgi Roger hay không? Mời các bạn đón xem tập phim Đảo Hải Tặc, Cuộc Chiến Bảo Vệ Biển Đông này nhé! Mở đầu bộ phim Đảo Hải Tặc One Piece Strong War, tiếng báo động vang lên in ỏi tại Tổng bộ Hải quân, Thủy sư Đô đốc Sengoku và Phó Đô đốc Grab đã cảm nhận được kẻ có thể làm được điều này. Những con tàu hải quân bị đưa lên trời, một con tàu khổng lồ đang di chuyển trong không khí đang đi đến đây. Sengoku và Grab đang lo lắng vì kẻ tiến đến đây cùng thời với vua hải tặc Gorgi Roger. Một kẻ bị vua hải tặc đánh bại và bị hải quân bắt, hắn vẫn trốn thoát và mất đi đôi chân, đó chính là Sư Tử Vàng Siki. Siki vung cánh tay, những con tàu rơi xuống kéo theo rất nhiều hải quân theo sau, một khung cảnh hỗn loạn diễn ra tại tổng bộ hải quân. Ngay sau đó con tàu rời đi trong sự lo lắng của Garp và Sengoku vì hắn đã quay trở lại để trả thù thế giới, quay trở lại với băng Mũ Rơm. Luffy lúc này đang đi bộ trong một khu rừng. Bên dưới là những hòn đảo bay lơ lửng tuyệt đẹp, Luffy liền nhảy xuống phía dưới, nhờ vào khả năng cao su Luffy đã tiếp đất an toàn, vừa tiếp đất lại bị một con cá sấu đuổi theo sau. Luffy nhanh nhẹn nhảy lên cao, con cá sấu lại bị một con bạch tuộc bắt lấy rồi đánh một trận như tử. Lúc này Luffy lại bị bạch tuộc đuổi theo, đằng trước lại gặp một con bọ ngựa. Không ngờ con bạch tuộc lại bị bọ ngựa chém thành nhiều khúc, nó định chạy lại bị đánh văng vào tòa tháp. Bọ ngựa đang kiêu ngạo thì bị một con gấu bắt lấy đánh cho knock out. Con gấu vừa thấy Luffy liền lao đến tấn công, Luffy điên máu chuẩn bị chiến đấu. Cậu tung đấm nhưng đánh hụt liền bị đánh lùi ra xa, lợi dụng lực đàn hồi anh lù tung nắm đấm một đòn đánh bại con gấu đen. Ngay sau đó cơ thể cậu bị biến nhỏ lại và rơi trúng con bạch tuộc kia, cứ mỗi lần cậu dùng chiêu này đều bị biến nhỏ lại. Tại một nơi khác, Funky Robin và Brook đang đi qua một tàn tích. Brook nghe thấy tiếng động lạ liền quay lại xem, không ngờ một đàn kiến lớn đang chạy đến. Bất ngờ bọn chúng lại ngó lơ Brook rồi chạy qua, một con cá vừa lao lên tấn công bọn họ lại bị lũ kiến ăn sạch chỉ còn lại bộ xương. Funky mới nhận ra bọn chúng bỏ qua Brook vì anh toàn thân là xương. Brook nghe vậy tức giận lao đến bọn kiến vung chém nhưng lũ kiến vẫn lao đến hai người kia. Funky và Robin thấy vậy tỏ ra bình thản bước tiếp. Một giây sau khi Brook thu kiếm, tất cả bọn chúng đều bị chém làm hai rơi xuống như lá mùa thu. Robin ngạc nhiên khi động vật ở đây đã tiến hóa theo một cách khác, bọn chúng thông minh hơn và mạnh hơn động vật thông thường. Lúc này tất cả thành viên nhóm Mũ Rơm đang bị thất lạc lẫn nhau trên những hòn đảo biết bay này. Tại một nơi khác, Nami đang tắm trong bể bơi thì ba tên kỳ quái này bước vào và nhảy những điệu nhảy kỳ lạ. Siki bước đến, Nami liền muốn ông ta nhanh thả mình ra, ba tên này lại làm trò trước mặt cô. Nami nhớ lại một tuần trước, tại tàu Sunny, Nami đang đọc báo về sự biến mất của các ngôi làng tại Biển Đông, bọn họ đang ở các ngôi làng của họ sẽ gặp bất ổn. Bất ngờ một hòn đảo biết bay xuất hiện phía trên bọn họ, đó là một con tàu hải tặc. Nami cảm thấy sắp có bảo liền thông báo với Luffy, cậu lù lại tốt bụng muốn thông báo với con tàu lạ kia. Phía trên đã ném một con óc truyền tin, ngay sau đó Siki đã nhận được tin một cơn bão đang đến, bọn họ nên chuyển tàu sang hướng 9 giờ. Nhưng đội hoa tiêu của Siki lại nói chưa có dấu hiệu bão sẽ đến, một cơn bão bất ngờ ập đến rất nhanh, con tàu liền chuyển sang hướng 9 giờ tăng tốc thoát khỏi cơn bão. Siki liền đóng cánh cửa lại bỏ mặc đám thuyền viên bên ngoài bị cơn bão cuốn bay, tàu Sunny và của Siki đang chạy về một hướng. Siki sau đó đã bắn chết hoa tiêu của ông ta rất bất ngờ vì Nami lại có kiến thức tốt hơn các hoa tiêu giỏi nhất của mình. Ngay sau đó ông ta liền xuống con tàu để gặp nhóm Luffy, vừa xuống tàu Siki đã giới thiệu mình và muốn gặp hoa tiêu. Luffy thắc mắc tại sao hòn đảo kia lại bay được, Siki giải thích đó là do ông ta đã ăn trái Fuwa. Ông ta có thể loại bỏ lực hấp dẫn bất cứ thứ gì mình chạm vào và có thể điều khiển được chúng. Siki liền biểu diễn điều khiển cái tạ bay lên. Nhưng ông ta chỉ điều khiển được cơ thể mình và các đồ vật chứ không thể điều khiển các vật sống khác được. Ngay sau đó Siki đã mời cả nhóm lên tàu của mình để cảm ơn. Nhưng Luffy đã từ chối vì còn phải đến Biển Đông, vì cậu lo lắng cho quê nhà nên sẽ tạm gác lại hành trình phiêu lưu khám phá kho báu trước đã. Mọi người nghe vậy liền đồng ý với ý kiến của cậu, Siki nghe vậy nên muốn giúp bọn họ đến Biển Đông bằng sức mạnh của mình. Ngay sau đó cả con tàu đã bay lên cao theo sau con tàu lớn kia. Bất ngờ đằng trước là những hòn đảo bay khổng lồ sừng sừng xuất hiện, một khi Siki khiến thứ đó bay thì nó sẽ mãi bay như vậy. Trước mắt là một hòn đảo khổng lồ, ông ta liền chào đón mọi người đến với mơ vây. Bất ngờ ông ta đã bắt Nami và đẩy cả con tàu rơi xuống hòn đảo phía dưới. Luffy vội ném cánh tay lên cao lại bị Siki điều khiển con tàu tấn công bọn họ mỗi người bay một hướng, quay lại với hiện tại. Tên hề kia cầm đến một con vịt, Siki liền cho đó là đàn guitar liền bị ăn một tát, đang tạo dáng lại bị con vịt cho giật điện ba người. Lúc này Siki mới nói ra ý định của mình, ông ta muốn cô gia nhập vào bang của mình nên mới đem cô ấy đến đây. Hòn đảo này chứa đầy những con vật đã tiến hóa mà cô ấy chưa thấy bao giờ, tất cả nhờ vào một loài cây tên Iqui, nó kích thích não bộ của chúng và khiến chúng mạnh hơn. Bọn họ đã sống trên đảo 20 năm và chế tạo được loại thuốc chiết xuất từ cây Iqui, gọi là Iqui, bọn họ đã tiêm cho các động vật để khơi dậy bản năng chiến đấu của chúng. Chính vì vậy trên đảo này có rất nhiều thú dữ, Nami muốn biết mục đích của ông ta, nhưng Siki chỉ kể khi Nami đồng ý gia nhập với ông ta. Nami liền từ chối, ông ta liền đe dọa cô ấy sẽ phải van xin gia nhập vì những đồng đội của mình. Nói xong ba người lại làm trò lố, lúc này Sanji đang đi tìm kiếm Nami, cậu ta vừa gọi một con bọ hung bay đến thổi lửa. Sanji lại tiếp tục gọi Robin, một con gà chạy đến, tiếp tục gọi hai người bị một con hươu cao cổ đuổi theo, tiếp đến là con sâu bướm suýt nữa là tiêu đời rồi.
Không ngờ trên đầu lại xuất hiện một con hổ lớn. Sanji vội ném Usopp đi thì con hổ đi đến nhe răng vì anh. Sanji tức tốc chạy đến tung một đá hạ gục con hổ kia. Một đàn trâu bất ngờ xuất hiện lao đến như những viên đạn khiến cả hai phải tháo đường mà chạy. Bọn trâu kia đã khiến cả tảng đá đổ sập khiến cả hai rơi xuống phía dưới một cái hồ nước. Lúc này một cô bé đang cầm trên tay cây IQ, đằng trước hai con vật đang đánh nhau khiến cô bé sợ hãi mà ngất đi. Con kia định tấn công cô bé liền bị Zoro vung kiếm chém chết. Cô bé đã được cứu. Ngay sau đó nhờ sự chỉ dẫn của cô bé, hai người đã đi ra vùng tuyết này. Sau hai ngày loanh quanh nhờ vào tài chỉ đường của Zoro, cô bé muốn dẫn hai người đến làng. Tên cô bé là Xiao. Trong khi đó Sanji và Usopp đã tỉnh lại gần một ngôi làng. Người dân ở đây trên tay đều có long vũ. Một người đi đến cho hai người nước uống. Sanji hỏi về số long vũ đó, nhưng bà ta nói rằng vì một lý do mà tất cả mọi người đều có nó. Sanji lại thắc mắc ngôi làng đang thiếu ăn hay sao. Bà ta liền vội giải thích vì các thiếu nữ và đàn ông đều được triệu tập đến hoàng cung hết rồi, số còn lại không thể làm việc. Bọn họ chỉ cố sống qua ngày, nếu bọn họ chống lại Shiki cuộc sống sẽ như địa ngục. Bất ngờ bà ta đè hai người xuống sàn tàu. Hóa ra một ốc sên truyền tin giám sát đi qua, ngôi làng này luôn bị Shiki theo dõi, nếu ai chống đối sẽ bị giết ngay lập tức. Trong khi đó con voi chở nhóm Zoro bất ngờ phát hoảng rồi bỏ chạy. Chopper liền ngửi thấy một mùi khó chịu. Cô bé giải thích ngôi làng trồng một loại cây tên là Dark Green để bảo vệ dân làng khỏi thú dữ. Khi về nhà cô bé liền bị mẹ tát vì đi vào vùng cấm, nhưng cô bé chỉ muốn hái cây IQ để cứu bà thôi. Chopper liền hỏi bệnh tình của người bà. Người mẹ nói rằng đó là căn bệnh tên Dark, bất kỳ phần nào trên cơ thể có màu xanh thì nó sẽ cứng lại khiến cơ thể không di chuyển được nữa. Đó là hậu quả của việc hít quá nhiều phấn hoa Dark, chỉ có thể chữa khỏi bằng cây IQ, nhưng phải cần rất nhiều cây như vậy. Người mẹ tức giận vì tên Shiki đã gom hết số cây IQ kia. 20 năm trước con người cây cỏ sống yên bình, nhưng hắn ta đã thay đổi mọi thứ. Chopper chưa gặp loại bệnh này nên cậu chưa có cách cứu chữa. Cùng lúc đó Sanji và Usopp đang tìm chỗ nghỉ ngơi, bất ngờ bốn người gặp nhau. Bên này Nami liền định bỏ trốn. Phía bên ngoài một hạm đội hải tặc của Shiki đang tụ tập tại đây để chuẩn bị họp mặt. Shiki liền ra lệnh thả tất cả đàn ông về làng của bọn họ. Ông ta muốn cho bọn họ chút hy vọng trước khi thất vọng, để cho tất cả rơi từ trên xuống mới thích chứ. Đúng là một lão già ác độc. Tên hề kia đi đến để thông báo Nami đã trốn thoát vào đường ống thông hơi. Shiki ra lệnh nhất định phải bắt được cô ấy. Lúc này Nami và chú vịt đang rơi xuống hòn đảo phía dưới. Một đám quái vật định tấn công thì bị chú vịt giật điện bất tỉnh. Con vịt nhảy lên tự hào thì phát hiện Nami cũng bất tỉnh theo. Nó liền vội chạy đến giải cứu cô, đang muốn đánh thức liền bị ăn một đấm. Bất ngờ Nami đã phát hiện ra tàu Sunny. Cô vội chạy đến thì thấy Luffy xuất hiện, phía sau là một đám bọ cạp đuổi đến cùng một con sư tử. Đang bị đuổi thì chú vịt bay đến đánh bại hết đám kia. Trong khi lúc này Franky đã chở Robin và Brook trên con xe màu đỏ. Phía trước là một lâu đài. Con tôm thấy vậy vội giật lùi vì sợ hãi trước đám cây kia. Bên này chú vịt khi vừa ngửi thấy mùi đã sợ hãi bay đi. Bên dưới là một ngôi làng. Nami phát hiện động vật không thích mùi của đám cây kia. Cuối cùng cậu vị phải bịt mũi để bay qua đám cây kia để đến ngôi làng. Sanji vừa gặp Nami thì lăn ra ngủ, nhưng vẫn chưa thấy Robin đâu. Không ngờ từ đằng xa con ốc sên đã nhìn thấy bọn họ, hình ảnh đã được truyền về cho Shiki. Trong lâu đài lúc này đám hải tặc đang ăn uống thỏa thích, nhóm Robin cũng đã đột nhập vào đây, cô gái phục vụ đi đến. Brook liền muốn xem quần lót, kết quả liền bị đánh vào đầu, một tên hải tặc nhận ra thành viên hải tặc mũ rơm. Hắn liền hỏi bọn họ muốn liên minh với Shiki, Robin nhanh trí nói rằng bọn họ định làm thế. Tên hải tặc liền cầm tờ báo đưa ra lý do Shiki muốn tập hợp hải tặc. Lúc này tại làng cô bé mang thông tin về nhà, một số đàn ông đã được trả về nhà. Shiki sẽ rời khỏi đây và mang theo lũ thú dữ đến vùng biển trong kế hoạch để đến Biển Đông. Lời nói này đã bị Nami nghe thấy, cô ấy liền nhớ lại những lời Shiki nói lúc trước. Quay trở lại với nhóm Robin, Shiki đã thách thức đến chính phủ thế giới. Ý định của Shiki là tiêu diệt Biển Đông và lật đổ thế giới. Buổi họp đêm nay ông ta sẽ đem toàn bộ lũ thú rừng đến Biển Đông. Ông ta sẽ giết rất nhiều người để buộc chính phủ thế giới đầu hàng. Một tên hải tặc khác nói rằng ông ta sẽ phá hủy ngôi làng duy nhất trên đảo này đêm nay. Lúc này Nami vừa ra khỏi cửa thì phát hiện các thành viên khác đang đối đầu với Shiki. Hắn ta vẫn mặt dày đòi bắt Nami, Luffy liền gọi hắn là đầu bánh lái và cảnh cáo hắn, đừng nghĩ rằng có thể bỏ đi dễ dàng như vậy khi làm tổn thương đồng đội của ta. Tất cả liền xông lên tấn công, Luffy tung nắm đấm nhưng hắn đã né được, Usopp nhắm bắn nhưng ông ta tiếp tục né được, Zoro liền vung chém lão già liền đỡ lấy. Chopper nhân cơ hội tung liên hoàn đấm vào lưng lão ta, Sanji liền nhảy lên cao tung một đá vào người Shiki, nhưng ông ta đã đỡ nó bằng một tay. Shiki cười nham hiểm thừa nhận sức mạnh của nhóm Luffy, nhưng chừng đó thôi là chưa đủ để đánh bại ông ta. Lúc này Sanji đang gặp nguy hiểm. Luffy từ đằng xa lợi dụng lực đàn hồi của cao su, cậu bay đến đánh văng ông ta đi. Ngay sau đó Shiki sử dụng sức mạnh của mình, kéo hàng tấn đất đá bay lên cao, hàng loạt sư tử đất xuất hiện bao vây lấy nhóm Luffy. Luffy liền tung nắm đấm đánh bại hàng loạt sư tử đất. Sanji và Zoro kết hợp cùng Usopp tấn công ông ta nhưng lại bị đánh rơi xuống đất, lớp đất đá ập đến chôn vùi tất cả xuống mặt đất, rồi kéo thành một vòng xoắn nhốt tất cả vào bên trong. Nami chạy đến nhưng chỉ có thể đứng nhìn, Shiki bước đến cạnh cô, Nami sau đó đành phải cầu xin ông ta đừng động đến đồng đội và quê hương của bọn họ. Ông ta cười đắc ý vì thứ mình cần là một hoa tiêu giỏi. Nami đồng ý đi theo ông ta nếu hắn ta không động đến Biển Đông nữa. Shiki đồng ý sẽ bỏ qua Biển Đông. Bất ngờ Usopp khuyên Nami đừng làm điều đó.
vì Luffy sẽ không đồng ý cậu làm như vậy. Shiki nghe vậy định giết tất cả, Nami liền vội đồng ý và cầu xin đừng hại đồng đội của mình. Usopp vội khuyên ngăn tiếp thì bị ông ta tấn công khiến cậu bất tỉnh. Cuối cùng Nami phải quỳ gối cầu xin làm đồng đội của ông ta. Shiki đưa cho cô vỏ ốc cho Nami để cô để lại lời từ biệt cho đồng đội. Khi vừa nhận được thông tin, tên hề liền ra lệnh thực hiện kế hoạch. Toàn bộ cây để chống thú dữ đã bị đốn hạ quanh ngôi làng. Lực lượng hải tặc đang tập hợp lại. Con khỉ đột kia cất tiếng kêu triệu tập đám thú rừng kia. Hàng loạt thú vật đang chạy về một hướng. Shiki sau đó đem Nami đến phòng điều khiển. Trước mắt là cảnh đám thú rừng tàn phá ngôi làng kia. Bọn hải tặc đang cười đắc ý khi nhìn thấy ngôi làng bị phá hủy. Nhóm Franky sau đó chạy đến nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó bọn họ đã phát hiện ra nhóm Luffy. Luffy sau đó biết được Shiki chính là kẻ đứng sau vụ biển Đông. Để bảo vệ quê hương, Nami đã đi theo Shiki rồi. Cô ấy đã cứu bọn họ. Gia đình mẹ con Xiao đã tìm đến bọn họ. Luffy thấy Xiao cầm trên tay vỏ ốc, cậu vội đến xin chiếc ốc kia. Bên trong là lời nói của Nami, cô ấy quyết định đi theo Shiki vì bảo vệ quê hương và không muốn bọn họ đánh với Shiki vì ông ta quá mạnh. Nghe thấy vậy Luffy tức giận vì Nami dám nói bọn họ không thể đánh bại Shiki được, cậu tức giận rồi bỏ đi, Sanji liền đòi nghe lại. Con tàu của Shiki sau đó bắt đầu di chuyển, tên hề liền chạy vào báo cáo bằng ký hiệu. Không ngờ ông ta đã hiểu ra nó, Shiki liền đi đến đám cây kia thì phát hiện chúng đang bị phá hoại. Ông ta biết Nami là người làm điều đó vì cô muốn lũ quái vật tấn công lâu đài, nhưng cô ấy đã bị bắt lại và nhiễm độc. Cô ấy làm vậy vì biết Shiki sẽ không giữ lời hứa bỏ qua cho quê nhà biển Đông. Ông ta liền túm đầu cô để sát vào thân cây để Nami nhiễm độc nặng hơn. Hắn liền treo cô lên những thanh sắt và để cô ấy như vậy cho đến hết buổi họp. Nếu cô còn sống hắn vẫn sẽ thu nạp cô làm hoa tiêu. Ông ta rời đi với nụ cười đáng sợ. Hắn ta sau đó đã đến buổi họp của các thuyền trưởng để chuẩn bị khởi hành đến vùng biển Đông. Trong lúc đó, nhóm Luffy chuẩn bị khởi hành. Tàu Sunny phóng lên thẳng hòn đảo chính tiến sát đến lâu đài. Trong lâu đài, ngay khi Shiki định nâng ly cho liên minh hải tặc thì nhận được thông tin. Nhóm mũ rơm đã tiến vào hoàng cung, tất cả binh lính đều bị hạ gục, dần đầu bọn họ là thuyền trưởng Luffy, ngay lập tức cánh cửa bị cắt đứt. Nhóm mũ rơm tiến vào chính giữa là thuyền trưởng Luffy mũ rơm. Luffy đến đây vì Shiki sắp tấn công biển Đông, cậu hỏi Nami đang ở đâu, Shiki cười đắc ý cô ấy vẫn còn sống rồi cười lớn. Hàng loạt đám hải tặc xuất hiện bao vây lấy bọn họ. Ông ta cho rằng Nami cô ấy đã hy sinh để cứu bọn họ. Nhưng Luffy cho rằng ông ta thật đần độn vì Nami cô ấy đi trước để dọn đường cho bọn họ tấn công. Tất cả giơ súng lên tấn công tất cả đám hải tặc kia. Máu điên nhất chính là thuyền trưởng Luffy mũ rơm. Bọn hải tặc lúc này bị đánh tan tác. Usopp và Chopper sẽ đi tìm Nami. Cuộc chiến bắt đầu. Shiki vội bước vào bên trong. Luffy bay đến đấm thẳng vào mặt ông ta một đấm. Cậu đuổi theo thì bị tên hề ngăn cản. Zoro chạy đến đấu kiếm với ông ta. Tiếp đến con khỉ đột lại bị Sanji đá bay. Lúc này chú vịt con đã hạ gục hai tên lính rồi đến chỗ Nami. Chopper và Usopp đang tìm kiếm Nami cùng lúc phải chiến đấu với đám hải tặc kia. Ngay sau đó Usopp đã thấy ánh sáng từ tia điện trước mặt. Cậu vội nhìn thì thấy Nami đang ở đó. Chú vịt liền kích cháy dây thuốc nổ rồi bay đi. Nami đã hy sinh bản thân để quê nhà yên bình. Usopp và Chopper vừa chạy đến thì phát nổ. Chopper đã phát hiện cô ấy đã nhiễm độc nặng. Bất ngờ đám thú vật đang tiến đến đây. Bọn chúng bắt đầu tấn công lâu đài. Hàng trăm thú vật tiến vào tấn công tất cả mọi người bên trong. Franky đã tiêu diệt một thú vật. Brook nhẹ nhàng kết liễu con rồi kia. Robin kịp thời bẽ gãy cánh con bướm khổng lồ, con khỉ đột bất ngờ nhảy đến vì yêu thích Robin. Trong khi đó Nami đang gặp nguy hiểm vì nhiễm độc, bọn họ cần cây IQ để cứu cô ấy. Shiki liền tấn công bọn họ, ông ta giờ không cần Nami nữa, hắn sẽ tiêu diệt biển Đông. Ông ta liền tạo ra hàng loạt đám sư tử khổng lồ lao đến tấn công. May mắn Luffy đã đến kịp tiêu diệt hết đám sư tử kia. Usopp và Chopper vội đưa Nami đến nơi an toàn. Lúc này Luffy hóa sức mạnh lao đến tung một đấm đánh bay ông ta. Chú vịt bay đến giúp Luffy chiến đấu. Usopp và Chopper đã đem Nami đến vườn cây IQ, bọn họ đã tiến đến phòng điều chế thuốc, tên hề bất ngờ xuất hiện ở đây. Trên người hắn đang có thuốc giải độc, hắn ta cười đắc ý cầm lọ thuốc nhưng sẽ không đưa cho bọn họ. Zoro bước đến nói điều này quá đơn giản, ta chỉ cần lấy thuốc từ tay ngươi mà thôi. Hai người vội tránh sang một bên, tên hề vẫn mồm lớn hét ầm ĩ, hắn bị đánh văng ra bên ngoài. Không ngờ tên hề tạo ra bóng lửa tấn công Zoro nhưng anh liền bị trúng chiêu, nhưng Zoro không hề hấn gì cả, hắn lại tạo quả cầu lửa lớn hơn tấn công. Từ trong đám lửa Zoro ba đầu sáu tay lao đến tấn công một chiêu kết liễu hắn ta. Chopper sau đó đã nhận được thuốc giải. Brook và Sanji lúc này đã tiêu diệt hết đám hải tặc và quái vật kia. Sanji nghe thấy tiếng động vội chạy đến thì phát hiện Robin đang bị con khỉ đột bắt cóc. Hắn đang muốn hôn cô ấy. Sanji thấy vậy tức giận lao đến tung một đá đánh bay con kia cản đường. Anh lao đến thần tốc với cơn tức giận tột cùng. Sanji nói vì ở biển Đông có rất nhiều gái đẹp, sao các ngươi dám tấn công biển Đông hả? Con khỉ liền tấn công anh. Sanji nhảy lên cao tung cước hỏa quyền liên hoàn đạp đánh bay hắn ta. Anh vội chạy đến đỡ lấy Robin thì Brook đã nhanh chân làm điều đó khiến Sanji tức điên máu. Lúc này Nami đã tỉnh lại, bọn họ đến đây để cứu cô khiến Nami khóc như một đứa trẻ. Ngay sau đó cô ấy đã cảm nhận một cơn bão đang đến đây. Ở phía bên này Shiki và Luffy đang đánh nhau dữ dội. Luffy tung đấm đánh Shiki va vào tảng đá, hắn ta đáp trả cú đấm ấy. Shiki lúc này tung một chém cắt đôi mảng nước lớn nhốt vịt con và Luffy bên trong khiến cả hai bất tỉnh.
Lúc này Siki mới nhận được thông báo từ các Hoa Tiêu, bọn họ cần di chuyển các hòn đảo về phía đông trước khi cơn bão đến đây. Hóa ra Chopper và Usopp đã khống chế tên Hoa Tiêu để hắn nói như vậy, bọn họ đang dẫn tất cả vào tâm bão. Tất cả hòn đảo đều được di chuyển, ông ta đắc ý vung hàng loạt cú chém vào vịt con và Luffy khiến cả hai rơi xuống đất. Bão lúc này cũng đã tiến đến, hàng loạt động vật vội rời đi, tất cả hải tặc đều bỏ trốn, nhóm Robin đang muốn phá hủy phòng thí nghiệm. Luffy lúc này đã lấy lại phong độ chuẩn bị chiến đấu tiếp, bọn họ lao lên cao, Nami vội kêu Shiki lại vì bọn họ đặt tất cả bom ở lâu đài rồi, kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Ông ta nghe vậy tức giận tấn công, Usopp bắn hỏa tiễn đánh vào mặt ông ta rồi bay lên trời, ông ta liền tấn công Nami. May mắn vịt con đã bay đến cứu cô ấy đi. Luffy lúc này hóa khổng lồ. Các thành viên khác vội chạy lên tàu Sunny, Luffy liền dồn khí vào chân của mình cùng tia sét lớn đang được hấp thụ. Shiki vội tấn công nhưng đã quá muộn, cú giáng của Luffy lao thẳng vào ông ta phá vỡ lớp rào chắn. Trước khi bị đánh bại, ông ta tức giận vì lại bị đánh bại bởi một người từ biên đông khác sau khi bị vua hải tặc Roger đánh bại năm xưa. Cú giáng của cậu đã phá hủy cả hòn đảo. Franky vội khởi động con tàu thoát thân, vì con thấy vậy vội quay lại hòn đảo. Tàu Sunny đã thoát an toàn, nhưng không thấy Luffy đâu. Từ trong đám khói, vịt con và Luffy đã thoát nạn thành công. Shiki bị đánh bại rơi xuống biển, theo sau là các hòn đảo. Các con vật vội thoát thân, dân làng đã dùng những đôi cánh của mình để bay khỏi đảo. Đám hải tặc đều bị hải quân bắt giữ. Các hòn đảo đang rơi xuống tạo thành các cột sóng lớn khiến hạm đội hải quân trao đảo. Bọn họ phát hiện Shiki định bắt ông ta thì thấy tàu mũ rơm, liền quay sang tấn công bọn họ. Thủy sư đô đốc Sengoku đã nhận thông tin băng hải tặc Luffy đã đánh bại Shiki. Giờ đây nhóm mũ rơm đã an toàn. Luffy liền trách Nami không tin tưởng mình. Mọi người liền nói Nami đã gửi lại lời nhắn. Hóa ra cô ấy đã để lại lời nhắn sau cùng, hãy đến cứu cô ấy khi có thể. Đến đây là hết tập phim đảo hải tặc One Piece Strong World rồi. Các bạn cảm thấy bộ phim này thế nào, hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên cho chúng mình một nút like và share nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn yêu quý của tớ nhé. Bye bye các bạn.